Khi COVID-19 đã được kiểm soát và được sự đồng ý của thành phố Đà Nẵng, sáng ngày 20 tháng 9, khu du lịch Sun World Bà Nà Hills đã đón những vị khách đầu tiên trở lại tham quan vui chơi. Trước khi vào khu du lịch, du khách được đo thân nhiệt và hướng dẫn cách xếp hàng giãn cách ngay từ cổng vào. Các vạch kẻ được phân định rõ ràng trước quầy bán vé, đảm bảo giãn cách giữa các du khách. Lượng khách trên các cabin cũng được khống chế để duy trì khoảng cách an toàn. Nước sát khuẩn được bố trí ở nhiều vị trí trong khu du lịch để du khách có thể chủ động sát khuẩn khi cần thiết. Chào đón du khách trở lại, khu du lịch Sun World Bà Nà Hills cũng dành tặng họ một chương trình ưu đãi đặc biệt, mua vé cáp treo tặng vé buffet trưa. Theo đó, mua vé cáp treo với mức giá 750.000 đồng một người lớn và 600.000 đồng một trẻ em, 1m x 1m4, du khách sẽ được tặng buffet trưa miễn phí tại khu du lịch. Riêng đối với du khách người Đà Nẵng và Quảng Nam, giá vé combo cáp treo và buffet trưa sẽ chỉ còn 550.000 đồng một người lớn và 450.000 đồng một trẻ em.